Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh hệ thống phòng không Thor-M2 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Krasny Liman, oanh tạc mục tiêu Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tổ đội hệ thống tên lửa phòng không Thor-M2 trực chiến đấu suốt ngày đêm, bao phủ bầu trời tại khu vực mà các đơn vị tấn công đang hoạt động, ngăn chặn việc sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công và trinh sát của đối phương. Hệ thống tên lửa Thor của Nga là hệ thống phòng không tiên tiến, được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Thor-M2 là biến thể nâng cấp từ Thor-M1, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị mặt đất khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa chống radar, tên lửa hành trình, bom dẫn đường, máy bay, trực thăng và UAV. Hệ thống này được xem là chốt chặn cuối cùng trong các nhiệm vụ phòng không, khi mục tiêu vượt qua được mọi lớp phòng không tầm xa và tầm trung khác. Hệ thống tên lửa phòng không Thor-M2 có khả năng phát hiện, khóa mục tiêu và phá hủy đồng thời 4 mục tiêu trên không. Chỉ mất 2 phút để hệ thống này chiếm lĩnh hỏa điểm, khởi động và dò tìm trước khi phóng đến hướng mục tiêu. Thor-M2 được trang bị tên lửa 9M338, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12 km và độ cao lên tới 10 km. Video được Trung đoàn Bộ binh số 105 thuộc Quân đoàn 1 Donetsk của Nga công bố mới đây cho thấy một quân nhân nước này cố gắng dùng súng bắn hạ máy bay không người lái UAV tự sát của Ukraine, song không thành công. Khi chiếc UAV hạ dần độ cao, tăng tốc và chuẩn bị lao vào mục tiêu, quân nhân Nga lùi lại vài bước rồi chạy về phía trước. Chiếc UAV vòng ngoặt để đuổi theo quân nhân Nga, song người này chủ động nhào xuống đất, khiến phương tiện đánh trượt mục tiêu, đâm xuống gần đó và phát nổ cách đó vài mét. Quân nhân Nga sau đó đứng dậy, phủi tuyết rồi bước đi bình thường khỏi vị trí bị nhắm mục tiêu, dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Những người ghi lại video ở hậu phương cùng nhiều blogger Nga bày tỏ kinh ngạc khi anh né được UAV tự sát. Các nguồn tin cho biết, trung sĩ Tử Trận Komik và tướng Zaluzhny cùng sinh ra ở vùng Zhytomyr và đã có mối quan hệ thân thiện lâu dài. Trung sĩ Komik được ông Zaluzhny đích thân cử đến hướng Bakhmut để củng cố vị trí, quan sát các chỉ huy Ukraine chiến đấu ở khu vực này. Tướng Zaluzhny gần đây đặc biệt cẩn thận với mọi thông tin đến từ các vị trí tiền phương. Vì vậy, việc có người của riêng mình ở một trong những khu vực khó khăn nhất là điều rất quan trọng đối với ông ấy. Được biết, trung sĩ Komik đã bị một tay súng bắn tỉa người Nga gốc Baskiria tiêu diệt. Hiện tại, tướng Zaluzhny vẫn chưa phản hồi về cái chết của cấp dưới. Hệ thống súng phun lửa TOS-1A Sonsepec hoạt động trong quân khu phía Bắc, được Nga sử dụng như vũ khí tử thần ở chiến trường Ukraine, có khả năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong một báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1 Sonsepec được trang bị hệ thống tác chiến điện tử RPZ-77UVM-1L Lesochek. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng, hệ thống tác chiến điện tử Lesochek cho phép triệt tiêu các kênh điều khiển của máy bay không người lái của đối phương ở phạm vi lên tới 100m và độ cao lên tới 200m. Ngoài ra, nó còn bảo vệ thiết bị khỏi mọi thiết bị nổ sử dụng kênh vô tuyến điện tử để kích nổ. Lesochek bắt đầu được lắp đặt trên các xe bọc thép trong cuộc chiến ở Syria. Tổ hợp này được điều chỉnh để lắp đặt trên xe tăng T-90M và T-72B3, cũng như trên các xe bọc thép chở quân. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để bảo vệ nhân sự. Tổ hợp này đã được đưa vào sử dụng trong các đơn vị không quân từ năm 2013. TOS-1A Sonsepec là hệ thống súng phun lửa được đặt trên khung gầm của xe tăng. Sonsepec được thiết kế để tấn công các lực lượng của đối phương, phương tiện chiến đấu và các công sự. Các lực lượng của Nga đang chủ động triển khai hệ thống súng phun lửa hạng nặng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cựu nhà phân tích CIA Ray McGovern đề xuất khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ để tránh thất bại trước lực lượng vũ trang Ukraine. McGovern nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của ông, người dân ở Washington có thể dễ đưa ra những quyết định mạo hiểm. Với lợi ích được đảm bảo của họ trong việc ngăn chặn những thất bại trong cuộc xung đột và bầu cử, ông đề xuất rằng có thể sử dụng bom hạt nhân cỡ nhỏ, có sức công phá bằng 1/10 quả bom thả xuống Hiroshima. Chuyên gia này cũng bày tỏ quan điểm, nếu lực lượng vũ trang Ukraine bị đánh bại trong thời gian tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Ông dự đoán rằng điều này có thể dẫn đến thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới và dẫn đến các thủ tục tố tụng về vụ bê bối liên quan đến con trai ông. Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp bà Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-hui vào cuối ngày 16 tháng 1. Ông Putin cũng được thông báo về kết quả cuộc hội đàm của bà Cho với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó trong ngày, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm với bà Cho,
Ngoại trưởng Lavrov đánh giá cao sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong khi bà Cho cho biết Triều Tiên sẽ thực hiện triệt để các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Điện Kremlin hôm 15 tháng 1 tuyên bố Nga có ý định phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực, đồng thời gọi Triều Tiên là láng giềng và đối tác gần gũi nhất của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Moscow hy vọng chuyến thăm của ông Putin tới Triều Tiên sẽ diễn ra trong tương lai gần.